Rồi, xin chào cả nhà đã đến với series đặc sản quê mình. Bữa nay Văn mời cả nhà vào bếp để làm một cái món, đó là món giò heo giả cày theo kiểu miền Tây nha. Sáng Văn có đi chợ mua được hai cái giò heo. Đây là một cái giò trước nè. Rồi Văn có mua thêm một phân nữa nữa, một cái khúc dưới nè, rất là ngon luôn. Thì trước tiên để làm món này thì Văn dùng cái đồ khè nè. Văn sẽ khè cái da cho nó săn lại, cho nó thơm ha. Rồi xong mình sẽ cạo, mình cạo rửa xong rồi cái mình tiến hành mình nấu ha cả nhà. Xong nó vàng rất là ngon. Cái món này mà nếu mà không không kè cái da ha, giống như là nó không có đúng điệu đó cả nhà, cái da nó sẽ không ngon đâu. Bây giờ Văn kè hai cái giò heo thì nó cũng đạt rồi đó cả nhà. Bây giờ Văn sẽ đem xuống Văn cạo ha, cạo rửa xong mình sẽ chặt nhỏ ra để chuẩn bị mình nấu nha cả nhà. Cả nhà hồi nãy giờ Văn đã khè xong cái phần giò heo rồi. Rồi Văn cũng có cạo rửa xong rồi Văn cũng đã chặt ra rồi luôn nè. Chặt ra từng khoanh mỏng vừa ăn. Đây là cái phần thành phẩm nè, nhìn rất là ngon luôn ha. Cái da thì nó săn săn lại, nó vàng vàng nè, mà nó có cái mùi rất là đặc trưng nha, mùi thơm thơm rất là đặc trưng. Còn thịt ở bên trong thì còn tươi nè cả nhà. Cả nhà thấy nó còn tươi, chỉ là cái da nó săn lại thôi. Để làm cái món giò heo giả cày theo kiểu miền Tây thì Văn có chuẩn bị một số gia vị nè. Đây là hạt nêm nè, củ hành tím, đậu phộng, dầu ăn, ngũ vị hương, bột ngọt, đường, dầu điều. Còn đây là sả cây mình đã đập dập cắt khúc rồi. Đây là phần hành lá, hai củ hành tây ha. Còn bên đây là phần tương hột. Tương hột này thì Văn đã xay mịn ra rồi. Để mình ướp với lại thịt đó, với lại mình dùng làm cái nước chấm luôn ha. Còn bên đây là phần nước cốt, bên đây là nước cốt nhất, là nước cốt đặc á. Còn bên đây là nước cốt mà nước thứ hai, mình làm hơi loãng một tí để mình cho vô cái phần giò heo đó. Còn bên đây thì mình làm nước chấm ha. Rồi bây giờ Văn sẽ ướp cái phần giò heo này ha. Giờ Văn sẽ cho hạt nêm vô nè. Rồi bột ngọt. Rồi đường. Rồi ngũ vị hương. Rồi ăn cho một ít củ hành tím bầm vô ha. Rồi một ít sả đập dập luôn. Rồi bạn cho màu điều vô nha. Rồi nguyên liệu không thể thiếu trong món giả cày của miền Tây đó là phần tương hột. Bạn cho vô một ít ha. Thì thường thường cái món giả cày ở bà con ngoài miền Bắc thì mình sẽ sử dụng mắm tôm nè, ghiền mẻ nè. Còn cái món giả cày của miền Tây thì sẽ không có mắm tôm mà sẽ có tương hột với lại ngũ vị hương và nước cốt dừa. Và bây giờ bạn sẽ trộn lên ha. Cái phần tương hột thì rất là thơm luôn á, có cái mùi rất là đặc trưng. Xíu nữa đây thì khi mà băng nêm nếm điều chỉnh lại gia vị á, khi mà cái giò heo đã chín rồi đó, thì nếu mà cái độ đậm đà chưa đạt á thì mình sẽ sử dụng cái nước của cái phần tương hột hồi nãy băng có lượt ra đó, mình sẽ nêm vô thêm cho tăng cái hương vị. Rồi băng đã bắt cái nồi lên rồi nè, băng có cho dầu vô. Dầu thì nó đã nóng đã sôi rồi, băng cho sả dập dập vô ha. Rồi thêm phần củ hành tím nha. Bây giờ băng sẽ cho cái giò heo đã ướp vô ha. Nãy giờ mình ướp cũng được 30 phút, nó rất là thấm luôn rồi đó. Mình cho vô nó thơm quá chừng luôn, nó thơm mùi tương hột cộng với cái gia vị nãy giờ mình ướp đó. Giờ băng sẽ xào cho nó săn lại ha, rồi mình sẽ cho nước lọc vô. Cả nhà có thấy hấp dẫn không? Băng ở ngoài này thì băng thấy cái màu đó cũng rất là đẹp luôn đó, mà được cái là cái mùi rất là thơm luôn nha cả nhà. Cái mùi tương hột, mùi ngũ vị hương nè, thêm gia vị quá trời thơm luôn. Ăn nãy giờ băng xào nó cũng gần săn rồi đó, cái gia vị nó cũng rút một mớ vô trong cái phần giò heo rồi đó. Cái củ hành tây này mình sẽ sắc theo kiểu muối cao, và khi mà mình gần bắt cái nồi giò heo giả cày xuống á thì mình sẽ cho nó vô để làm cái món nước chấm cho cái món giò heo giả cày miền Tây. Thì băng sẽ sử dụng sả này thì băng sẽ sắc khoanh như vậy nè, rồi băng sẽ chấn lại bầm lại ha. Sả này mình bầm cũng đừng có quá mịn nha bà con, mịn quá thì mình chấm nó sẽ không dính lên cái giò heo quá, nó ít thơm. Còn khi mình bầm hơi to xíu á cái mình chấm nó thơm lắm.
bằng bằng một ít cho ớt nè, để cho nó có vị cay ha. Nước chấm có vị cay nó sẽ kích thích vị giác hơn. Rồi một nguyên liệu thứ ba trong cái tô nước chấm của mình đó là đậu phộng ha. Đậu phộng này thì Băng sẽ giã ra mà không giã quá mịn nha. Một hạt như vậy là đâm khoảng bể 2 bể 3. Ở miền Tây mình hay kêu bằng đâm bể 2 bể 3 đó cả nhà. Nó đâm hơi dốt dốt thôi chứ không quá mịn. Trong khi thời gian cái nồi dồi heo giả cậy của mình lên trên lò thì Băng sẽ làm cái nước chấm ha. Đây là cái phần tương hột xay hồi nãy Băng có để lại một ít để làm cái nước chấm đó. Băng sẽ cho đường vô nè. Rồi, Băng cho một xíu bột ngọt vô ha. Rồi, Băng sẽ cho phần ớt với lại sả mà mình vừa mới bằm mịn nè. Băng cho vô ha. Rồi, Băng cho cả phần đậu phộng vô luôn. Xong, cuối cùng là Băng sẽ cho cái phần nước cốt. Nước cốt này là nước cốt nhất nè. Nước cốt là kẹo cái phần đầu tiên mà mình vắt ra được đó. Băng sẽ cho vô. Và bây giờ Băng sẽ quậy lên. Cái món giò heo giả cày miền Tây là phải ăn với cái loại tương này nè cả nhà. Nếu mà mình sử dụng nước mắm hoặc là nước tương là bị sai bài đó. cái món chấm này là linh hồn của món giò heo giả cày ở miền Tây. Thì cái vị của nó là thơm thơm mùi tương hột nè, mặn mặn, ngọt ngọt, bùi bùi, béo béo, thơm xả, rồi cay cay đó. Cái nồi giò heo nãy giờ Băng nấu nó cũng vừa tới đó cả nhà. Nó cũng còn độ sực sực giòn giòn rồi đó. Giờ Băng sẽ cho nước cốt vô ha. Rồi, cái lửa nó sôi trở lại, nó đã chín nước cốt rồi. Băng cho phần củ hành tây vô nè. Cuối cùng mình sẽ cho gốc hành vô sau nha cả nhà. Tại vì cái phần hành, gốc hành với hành lá thì nó rất là dễ nhũng, rất là dễ giòn. Rồi, Băng cho gốc hành với hành lá vô luôn. Rồi mình chuẩn bị mình sẽ nhắc xuống nha. Băng trộn lên một lần nữa. Rồi mình sẽ nhắc xuống. Giờ mình múc ra để mình chuẩn bị thưởng thức ha. Nó thơm quá trời luôn. Rồi, cái món này là phải rắc lên một ít đậu phộng nha cả nhà. Đó, rất là thơm luôn. Rồi, thành phẩm rồi. Chuẩn bị mời cả nhà thưởng thức cái món giò heo giả cày miền Tây nha. Rồi, sáng hôm nay Băng có làm cái món giò heo giả cày. Xin mời cả nhà của mình cùng thưởng thức với gia đình mình luôn nha. Rồi, sẵn tiện thì Băng có mời cha mẹ, cha với lại chú Út rồi ra ngồi ăn nè. Có cu tin nữa nè. Rồi, cu tin ăn món giò heo giả cày nha. Dạ. Cái món giò heo giả cày này thì mình sẽ ăn kèm với bánh mì. Thì Băng có cắt ra sẵn bánh mì nè. Rồi mình sẽ chấm với lại cái nước của cái món giò heo này. Cái bánh mì á, cái mình chấm thiệt là ngập vô cái nước ha. Cái mình ăn nó rút lắm, nó rút mà nó thấm đậm đà. Nó đậm đà mặn mặn ngọt ngọt. Mặn mặn ngọt ngọt. Rồi da bánh da nè cả nhà. Băng làm vừa tới nè. Dạ. Không có gục quá, nó chín gục quá nó cũng không ngon. Dạ. Mình sẽ chấm với lại cái nước mắm này nè. Nhầm vùng thì nhầm nơi, ở miền Tây ta gọi là nước mắm thấm. Còn ở quê của mình thì gọi là tương, nước tương vậy thôi à. Cái da nó sực sực đúng không? Ừ. Nãy mình khè á, nó giòn giòn sực sực rất là ngon luôn. Mình ướp thì để lâu á, cái nó thơm mùi tương hột nè. Mặn mặn ngọt ngọt béo béo của nước cốt dừa. Thấm lắm. Rồi, gia đình mình xin hẹn cả nhà ở series đặc sản quê mình ở tập tiếp theo ha. Rồi, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà.